Hello, xin chào cả nhà ơi. Hôm nay mình mới đi mua một ít đồ ăn của cửa hàng của châu Á của người Việt Nam. Thì bây giờ mình chia sẻ lên để cho các bạn xem cùng cái giá cả của nước ngoài nó có đắt hơn ở trong nước không nhá. Thì bây giờ mình sẽ nói cái bao gạo này trước. Cái bao gạo này thật ra mình tham rẻ. Thôi nó ngon nên nó không ngon thì kệ, mình tham rẻ ăn rẻ thôi, chứ nhiều khi đắt lắm, tận ba mấy đồng một bao, mới 28 đồng, nhưng mình mua bao này có 26 đồng. Thì cái bao này không biết là bao nhiêu cân đây, biết là 20 cân hay là 18 cân gì đấy, nó ghi là 40 lít mình chẳng biết được. Đây các bạn nhìn, ui nặng quá đấy, đấy là bao gạo nhá, 26 đồng, 26 euro, 26 euro nhá. Với lại mình thỉnh thoảng mình cứ thích ăn cơm nếp nạc, thì hôm nay mình mua 4 cân, mỗi một cái gói này là 1 cân này, đúng rồi, mỗi gói là 1 cân, mình mua 4 gói. 4 gói thì cô ấy nói là 12 đồng, 12 oi, 12 oi 4 gói. Nếu mà 12 đồng thì đắt hơn chỗ khác mất 50 sen một gói. Nhiều khi họ không nhớ giá thì họ cũng bán cũng cái lông cung. Còn cái hạt sen này, có 100 gram đây các bạn ơi, có 100 gram thôi mà đây người ta ghi giá đây là 2 oi, 2 oi. Mình mua 5 gói là 10 oi, 5 gói 10 oi. Thì cái này là mình mua là mình nấu, cái này là một này, óc chó là 2, hạnh nhân là 3, vừng đen là 4, hạt sen là đây hạt sen vừa tính rồi, hạt sen là một này, óc chó là 2, hạnh nhân là 3, vừng đen là 4, hạt chia là 5, với lại cái gạo mà gạo 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 nứt ý, gạo mà chưa xay cám ra ấy. Với lại mình cho ít sắn dây và cho nó sánh đấy, mình cái nấu thì mình ăn 7-8 thứ gì đấy, 6-7 hay là 7-8 thứ gì đấy, thế là mình cứ ăn mỗi hôm 1 bát đấy. Thì mình mua cái này. Thế còn cái vừng đen này hình như là không biết là hỏi lúc nào hỏi là cô đã viết giấy viết giá nhưng cuối cùng lại quên đấy. Cái này 200 gram các bạn, cái vừng đen 200 gram là không biết là lúc ấy cô ấy bảo 2 đồng một túi này hay là 2,5 đồng ấy gì đấy, tại vì cái giấy là cô ấy cũng viết nhưng mà cô ấy không không đưa cho mình. Nên bây giờ về nhà thì không thấy có giấy nữa, thế mình mua 2 gói này rồi. Mới đi đỗ đen, à đúng rồi, mình nấu mình cho cả đỗ đen vào đấy các bạn, mình cho nhiều thứ, mình nấu ăn thập cẩm đấy. Đỗ đen là nửa cân 500 g các bạn, 500 g một túi này. Một túi này là không biết là lúc ấy hình như cô ấy bảo 2,5 đồng là 2 đồng ấy, 2,5 oi là 2 oi ấy. Đấy. Nếu mà 2 oi thì hơn 50, nếu mà 2 oi thì 54.000. Khoảng 54.000, còn 2,5 oi thì lại đắt hơn nữa. Thì mình mua 4 4 gói này, mình mua 4 cái gói này. Với lại một cái chai nước mắm mực các bạn, chai nước cô ấy nồng cái này vào để cho là mình đi đường thì nó đỡ va, nó đỡ vỡ đây. Mắm mực này cũng 2 đồng, ngày xưa 1,5 đồng nhưng bây giờ 2 đồng rồi đấy. Thế là tổng cộng cái chỗ này mình mua của cái chỗ cửa hàng châu Á đấy là 34 oi, 34 oi thì 10 oi là 270.000. Thế các bạn cứ tính thì 34 oi. Thế còn cái bao gạo này thì là 26 oi này đấy, 26 oi. Thế còn là mình lúc nãy là mình đi mua của cửa hàng Tây đấy này, ôi nhiều thứ lắm. Nhiều nhiều thứ lắm, đây đi mua của hàng Tây đây là cái bánh mì này mình mua ăn buổi sáng các bạn này, bánh mì này mình mua ăn buổi sáng mà ăn cái chỗ mua cái chỗ rẻ, không biết nó có ngon không mà nó to mà nó rẻ, còn cái mua cái chỗ bên dưới này thì đắt. Cái này nó to, một túi to này này mà tận 750 gram nhé, mà rẻ thế, có 85 sen các bạn ạ, chưa đếm một oi, 85 sen, à 86 sen, 65 đến thế. Với lại cái hạt hạnh nhân, hạnh nhân này là 200 gram các bạn, 200 g thì có 2 oi 41, rẻ mà hôm trước mình mua ở chỗ khác nha, tận 6 oi nhé, 5 oi 99.
dã man, đắt thật đấy. Nhưng mà mình ngại quay đi quay lại các bạn ấy, nên mình chấp nhận EK. Với lại cái vuốt gà, từ cái đợt mà mình cứ bị mỡ máu đấy là mình gan ấy thôi, gà thôi, thì cái vuốt gà cũng chỉ có 86 sen. 86 sen, à 86 sen, cái này là cái gì nhỉ? À 2 ôi 41, 2 bệnh nhân. Còn 86 sen là cái vuốt. Rồi. À với lại cái này nữa, cái này mới là đắt này các bạn này. Nãy mình đi cái cửa hàng của người Việt Nam mình quên mình không mua. Mình về mình mua cửa hàng Tây. Cửa hàng Tây đắt. Cửa hàng Tây đây. Cửa hàng Tây đây là xem là bao nhiêu. Có được 1 cân không biết. Mình cứ mua đại đại đi, mình ngại. Ôi có 450 gram, chưa được nửa cân mà đắt thế. Xem nào. Đắt chi mà đắt dữ vậy. Đây 7 oi 75 các bạn. 7 oi 75 mà có 450 gram, đắt quá. Nếu mà mua của cửa hàng cộng thì 1 cân cơ, 1 cân thì chỉ có 7-8 đồng thôi. Mình mua ở đây đắt, lấy đi là quên đấy, về mà thôi cứ mua ở túi về bắt đấy cũng là thèm mà ăn. Nhưng nhiều lúc nó nhỡ, với lại mình ở trong nhà này xong rồi mình cứ ngại thay quần áo thì mình không đi, đi thì đi thì thôi mua một thẻ. Thế với lại hai cái này thì người ta hay ăn với sữa các bạn ạ, nhưng mà mình không ăn với sữa. Mình uống sữa bây giờ mình sợ nó có mỡ nên mình cứ ăn không đấy. Ăn không thì cái này rẻ này. Cái này là bao nhiêu đây nhỉ? Nó không ghi số lượng đây à? Tại cái hộp của nó mình bóc mình vứt đi rồi các bạn ạ. Tha về rồi lại mất công vứt đi nên mình vứt luôn ở đấy. Thì cái này hình như 1 cân hay sao á. Kiểu như này cái hạt mạch đấy các bạn. Và cái này rẻ. Có 1 oi 93 thôi, chưa đến 2 oi các bạn. Thì cái này ăn nó nhạt nhạt, ăn với sữa thì ngon, nhưng mà thì mình mới mua mình mới trộn thêm cái này vào. Cái này thì ăn nó ngọt này, nhưng mà ăn ngọt nhiều quá cũng không tốt, cho mình chỉ gọi là trộn vào thôi. Thì cái này có 75 gram hay là 4 400 à không phải 75 gram mà 750 gram, chưa đến 1 cân, hay là 450 gram ấy, mình ấy không nhìn ở cái hộp. Nhưng cái này thì đắt các bạn này, cái này thì đắt này, cái này có cái này 2 oi 99 các bạn ạ. Trời ơi, hôm nay đi mua mất bao nhiêu là tiền, hết bao nhiêu là tiền này. Đấy 5 oi 10 sen này, 5 oi 10 sen với lại 5 oi 10 sen với cái này 11 oi 88 thì cứ gọi cho 11 oi là 16 oi này, 16 oi với 26 oi cái bao gạo là bao nhiêu? 26 oi cái bao gạo với 16, 2 là 3, 26, 12 là 42 đồng. 42 đồng mới mua của cái đồ của châu Á này, 34 đồng. 34 đồng là 76 đồng à? 76 đồng còn sót cái gì không nhỉ? Cái này chắc thế rồi. Đấy, 76 đồng, gần 100 các bạn ạ, gần 100 euro. Lâu lắm hôm nay mình mới lại đi mua nhiều thế, tại vì mới lấy tiền. Không phải lấy tiền YouTube đâu, mà mình đầu tháng mà mình mới rút tiền. Đầu tháng rút tiền thì đi mua đồ ăn. Thế là cứ đi mua cái gì về thấy hay cũng muốn chia sẻ cho các bạn xem. Xem là cái thực phẩm, cái đồ ăn của Đức cái xem nó thế nào. Nó có rẻ hay là nó đắt. Yeah. Cái gì cũng muốn chia sẻ. Ok thì cái video này mình dừng đây các bạn nhé.
thì cũng chỉ có đồ ăn thì mình chia sẻ để cho các bạn xem thôi. Ok nhá, bye bye. Mong các bạn xem ủng hộ nhé. Bye bye.